có ai thì chiến thằng đó luôn. Quay vãi trưởng, có người nghe mình, cái đậu xanh này vỡ đầu này. Thì các bạn, là trong cái video này ngày hôm nay thì Kẹo và anh em sẽ cùng trải nghiệm xem là nếu như mà Kẹo để cái khay súng phía dưới này. Đấy, mình thấy là sau khi mình đã test rất là nhiều những cái trận đấu rồi thì anh em để cái khay súng xuống phía dưới như này, anh em sẽ có được một cái không gian để anh em vuốt tâm nó dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sikẹo. À đủ, phía trên có luôn một thằng này. Làm sao chạy đâu hả em ơi? Làm sao chạy đâu? Muốn cái gì hả? Thôi anh em ơi, bỏ đi. Chưa gặp mấy thằng thủ nhà như vậy thì anh em mà cứ chơi tới cùng với nó thì khả năng hên xui gọi là sanh mộ cao lắm. Thế nên là chúng ta qua bên này đấy, có ai thì chiến thằng đó luôn. Quay vãi trưởng, có người nghe mình, cái đậu xanh này vỡ đầu này. Thì các bạn, là trong cái video này ngày hôm nay thì Kẹo và anh em sẽ cùng trải nghiệm xem là nếu như mà Kẹo để cái khay súng phía dưới này. Đấy, mình thấy là sau khi mình đã test rất là nhiều những cái trận đấu rồi thì anh em để cái khay súng xuống phía dưới như này, anh em sẽ có được một cái không gian để anh em vuốt tâm nó dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Đó là những cái cảm nhận mà Kẹo đã cảm nhận được. Còn nếu mà anh em muốn thử vuốt tâm như nào thì các bạn có thể là set up theo cái nút bắn của mình nha. Đây, để thẳng cái khay đựng súng ở ngay phía dưới luôn anh em ơi. Chơi cảm giác anh em vuốt tâm nó rất là đã. Như cái pha vừa rồi mình cầm XM8 mình vẫn kéo vô tư. Uầy vãi cả trưởng này, đậu xanh này muốn cái gì, vỡ đầu luôn đó. Anh em thấy hay không? Và thật ra thì nó cũng là hên xui thôi, nhưng mà cơ bản là mình thấy là setup kiểu này thì mình chơi quen hơn. Anh em có thể là setup thử coi xem là như thế nào nha, chứ còn là nó không ok với tất cả mọi người đâu. Bởi vì là ai chơi quen thì nó mới chơi hay thôi. Cũng như là Kẹo cũng vậy, sau khi mà setup xong cái kiểu nút bắn kiểu này thì mình chơi game là, thứ nhất là cái nút ống ngắm mình bật chưa quen này, thứ hai là những cái nút di chuyển đổ súng các thứ là mình cũng chưa quen. Cơ bản là mới setup từ hôm qua, thế nên là cũng đang luyện tay thôi. Mong rằng là sẽ chơi game một cách nó pro hơn để làm nhiều video hay cho mọi người xem hơn nữa. Và hôm nay là ngày chủ nhật. Uầy, các bạn, là mình đăng video tầm trưa thì sorry anh em, các bạn là sáng bận ngủ. Sorry các bạn nha. Qua đây nào, chúng ta sẽ cùng kiếm người thôi. Và Kẹo xin chúc anh em có một cái ngày chủ nhật vui vẻ bên người thân và gia đình. Ten ten. Người đâu thì chưa thấy ai cả, hiện tại Kẹo mới chỉ có được 2 kill. Quay phái trưởng này, trong căn nhà này hả? Chạy đâu hả em ơi, chú nghĩ chú là ai? Đẩy qua luôn nhỉ anh em ơi. Mong rằng thì đây sẽ không phải là một pha để ngu, anh em yên tâm. Hiện tại thì Kẹo đang dùng với combo súng Famat với lại MP40. Sẽ chạy qua để xem là xử nó luôn anh em. Láo nháo với Kẹo là không có được đâu nha bạn. À đủ, nó ở ngay phía ngoài thì phải. Hay là ở trên anh em nhở? Tốt nhất là cứ cho nó ăn một quả lựu nếu như nó ở trên. Xanh mộ đi em ơi, ăn lựu nhá. Úi dồi, ngon. Xanh mộ thật luôn kìa anh em ơi. Ngon lành cảnh đảo, chả hiểu sao thằng bé nó không chạy đi. Ngồi đây ăn lựu của tôi luôn. Chắc lại là thanh niên noob player rồi, lại là người chơi mới rồi thì phải. Khả năng cao là như vậy luôn. Chứ còn là chạy cái kiểu gì mà mình câu lựu lên không thèm chạy luôn. Thế thì chịu hẳn rồi. Và hiện tại trong cái trận đấu này của chúng ta chỉ còn lại 18 người chơi nữa mà thôi. Sáng ra dậy chơi game cái làm video cho anh em luôn. Đấy, nên là giờ nói chung là giọng vẫn đang còn hơi yếu yếu đuối đuối. Cơ bản là mới sáng ngủ dậy mà. Đấy, họa mi còn chưa kịp hot luôn mà. À quên, cái nút này, nút ống ngắm mình để như này nó vướng vào cái nút sửa giáp anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ phải cho nó ra ngoài một tí đi. Ok, thế này thì nó chưa ok lắm, mình cho nó sắt vào một tí này. Được rồi nha anh em. Đó, thì sau khi mà anh em setup xong cái khay súng xuống phía dưới này, cũng như là những cái nút bắn thì các bạn sẽ phải xem cái đặt nút ống ngắm các thứ cho nó hợp lý đó. Mình đã bắt đầu cảm giác gọi là quen tay hơn rồi. Uầy vãi trưởng, thế nào gài mìn mà khoai thế hả? Lúc đầu khi mà anh em setup cái khay súng xuống dưới ấy, thì nó khá là tốn cái diện tích mà anh em nhìn đó, bởi vì là nó ngay ở phía phần thân và phần chân của nhân vật luôn. Nhìn hơi khó chịu một tí nhưng mà anh em chơi từ từ nó sẽ quen thôi. Cũng như Kẹo thì Kẹo cũng cảm giác như anh em vậy thôi, chứ có gì đâu hả mọi người ơi.
Và đây chính là cái cách setup nút bắn. Mình thấy là một số pro đấu giải, những cái người chơi đấu giải, game thủ chuyên nghiệp thì có một số người vẫn setup theo cái kiểu nút bắn thế này. Thế nên là cái gì cũng có lý do của nó, anh em nên trải nghiệm nhá. Còn kẹo chơi là chơi nó cũng được, nó cũng phê, có không gian rộng hơn để cho anh em vuốt tâm nó ok hơn, nó ổn hơn. Đó, được chưa mọi người? Theo chân kẹo và chúng ta tiếp tục đi kiếm người thôi, 16 người chơi nữa. Lúc này thì kẹo mới chỉ có được cho mình đó là 3 kill. 3 kill thì hơi bị ít phải không nào? Nhưng mà quan trọng là chúng ta hãy cứ từ từ và... Nani? Chưa có ai cả. À, anh em ơi, cái nút ống ngắm này mình bật nó sao sao á. Cơ bản là mình chơi chưa quen lắm. Đó, bật ống ngắm liên tục để test thôi anh em ơi, chơi chưa quen lắm, sorry mọi người. Anh em yên tâm, chắc là mình chăm chỉ cái game một vài ngày chắc là sẽ quen cái setup này thôi. Đó, được chưa mọi người? Thấy sai sai, mỗi chỗ bật ống ngắm lại di chuyển cái nút chạy nhanh, thi thoảng mình di chuyển ngu. Di chuyển như một con bot vậy anh em ơi, di chuyển như noob player, người chơi mới vậy. Lên phía trên này con nào. Hòm thính này của chúng ta sẽ có gì đây mọi người ơi? Có thêm đạn súng trường, có một cái nỏ và SVD. SVD nó là một khẩu súng gọi là mình thấy là nó cũng si đà dã man luôn. Thế là thôi anh em ơi, chơi làm gì? Có a đúc thì thi thoảng còn lấy lại còn để cái đầu. Mà nói thật mình bán a đúc thì cũng như kiểu 52 nhỏ vào mắt, dã man. Căng cực luôn anh em. Hai. Tầm này là kẹo chưa ăn gì cả, không biết anh em đã ăn chưa nhở? Comment ngay bên dưới video nhá. Úi rồi, chắc lát nữa làm xong video cho anh em cái đi ăn luôn nhở. Chứ còn là không ăn sao quá sức chơi game anh em. Đậu xanh. What the hell. Vùng đen gờ ngay chỗ này luôn, nhanh chóng chạy vào nhà cái anh em ơi. Không bọn nó nổ cho lại méo mặt lại, xanh mồm méo miệng lại hỏi tại sao bỏ. Why, tại sao mình chết vậy. Tình hình là đây, chúng ta có một cái tay súng a đâu, một cái giá đỡ súng a đâu. Nhầm hết rồi anh em ơi, một cái báng súng level 2 thề luôn. Chẳng hiểu sao hôm nay kẹo ngáo thế nhở. Sáng sớm mình đâu có hút cần, hút cỏ, chơi ke gì đâu mà hôm nay ngáo thế hả anh em. Thôi thì cứ ra phía ngoài cái đã nào. Bây giờ xem làm sao mà tìm được 12 thằng nữa này anh em này. Nào đi. Với những bước chân di chuyển như quần què thì mình đang xem là chúng nó đang ở đâu ấy. Có lẽ là mình sẽ ra ngoài xem nào. Mật chiêu chạy nhanh của Alok này. Hiện tại thì mình chơi cái con nhân vật Alok và có ép thêm tính năng của Hasato. Cần la để đấm tay đầu trận cũng như là thêm tính năng của Andrew giáp cho nó trâu nữa. Uầy vãi trưởng. Phía trên có xe kìa anh em ơi. Đậu xanh này chạy đâu hả? Đậu xanh này chạy đâu hả? Cái đậu xanh này, ui nó dựng bóng keo rồi. Căng quá nhỉ anh em ơi, sấy luôn bóng keo này. Làm sao hả? Anh sấy luôn keo, anh xử trí nhá. Đậu xanh này chạy hả? Em ơi chạy hả? Em ơi lên bảng đếm số buồn chưa em ơi? 4 kill rồi nhá. Chạy qua và chúng ta sẽ cùng loot xác nó luôn nhá. Đồ đạc có vẻ như là ngon lành cành đào đấy mọi người. Tình hình là ok, lượm thêm băng đạn súng tiểu liên nữa là hợp lý. Ui vãi trưởng, ui vãi trưởng. Anh ơi, em hết bông keo anh tha cho em. Anh ơi đừng vậy, đừng vậy em sợ. Ui vãi trưởng. Thôi nha. Quay còn đúng 8 máu, anh em mới đang cuốn máu rồi. Đang cuốn máu rồi thề luôn. Thằng bé chơi mình kiểu là mình sợ dã man anh ơi. Anh đừng chơi thế, chứ bây giờ em bảo là em không có bông keo. Đậu xanh chạy này, lên bảng chưa. Nãy mày bắn ai? Nãy mày bắn si kẹo phải không nào, bắn căng cực đúng không? Anh xử chú luôn chứ lại dám bắn căng cực với kẹo hả mọi người. Thế là sao ông thanh niên thứ 5 lên bảng đếm số. Buồn chưa em ơi? Còn buồn không em? Sao mày lại bắn anh như vậy? Thế là sao mình hạ gục nó luôn. Thanh niên xanh mộ lên bảng đếm số luôn anh em ạ, không cần phải nói nhiều. Tình hình là anh em tính xem là như nào nhỉ? Lúc này là còn lại 8 đứa cơ. Thôi không sao, dù sao thì cơ hội top 1 của kẹo vẫn đang dần tăng lên rồi. Phần trăm đang dần tăng lên và số người giảm đi rồi. Hôm nay cố gắng try hard với anh em. Tiêu chuẩn của mình vẫn là top 1 10 kill sẽ là một trận đấu hoàn hảo nhá. 5 kill rồi, bây giờ làm sao kiếm được thêm 5 kill nữa là hợp con mẹ nhà bà Lý luôn anh em. Tình hình là lên trên cái nhở. Nani? Người đâu là chưa có thấy anh em ạ. Chúng nó lại trốn cả rồi đi mà thề luôn. Nhiều ông chơi game, đây là game sinh tồn, có phải là game đuổi bắt trốn tìm đâu. Các ông lại cứ đi trốn thế này là thôi xong hỏng hết cả bánh kẹo, toang hoang cả cửa nhà luôn. Cái thính này là cái thính lúc nãy mà. Thôi kệ,
chúng ta cứ chạy qua cũng được. À, hình như là có một thằng vừa chạy qua lượng tính à, tôi thấy con xe đây rồi. Mà lúc nãy là có xe không ta? Hay là lúc nãy không có xe mình lại bắt đầu ngáo ngáo rồi? Dấu hiệu của già trước tuổi anh em ạ. Đấy, lý do tại sao mà anh em toàn gọi tôi là chú kẹo lại chú ngạn ơi. Quy đậu xanh này, quy đậu xanh này, lên bảng chưa? Và chú ngạn xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại với kênh của chú ngạn nhá. Tôi trêu anh em tí, nói giọng chú ngạn nhiều anh em sợ anh em không xem video của tôi nữa thì thôi. Đáng lòng thanh niên. Ok, ui vãi trưởng, lại nữa hả? Ui dồi, những tình huống vô cùng vãi trưởng. Thật là vãi lúa quá đi à. Đậu xanh thế nào trên? Mày đùa với anh chắc à? À đẩy xuống luôn cả. MP10 đã sẵn sàng rồi nhé mày. Đậu xanh này làm sao? Ui dồi ôi, thằng bé cầm shotgun. À, cây shotgun mới M1887 này. Nó tính chạy qua, nó tính công qua, nó ăn tôi cơ anh em cơ. Nó nghĩ nó là ai? Đấy, nó chạy qua nó công tôi, nó ăn tôi á. Mày động nhầm người rồi nha em ơi, và anh là sĩ kẹo đây. Lúc này còn lại 4 người chơi nữa anh em ơi. Xem như nào chứ, xử lý chúng nó thôi chứ anh em. Thằng áo hồng này lại là thanh niên cà ve, thanh niên áo hồng hả? Qua đây luôn anh em ơi. À, đứng lại thằng áo hồng. Mày đứng lại thằng áo hồng, mày chạy đâu? Mày chạy đâu hả con lợn này? Cái đậu xanh này làm sao hả? Dựng bông keo cả. À đúng, gặp phải thiên nhiên ship bông keo à? Chú đi buôn bông keo hay sao mà lắm bông keo thế hả? Lại gặp một thằng đi buôn bông keo. Ok, và chúng ta đã xin sỏ để của nó thêm một quả bông keo nữa. Ây, hay hay. Vậy là còn lại có bao nhiêu đây anh em? 2 người chơi nữa hả? Ok ok ok. À, một đứa ở ngay căn nhà mái xanh trước mặt. Hơi bị gắt à nha anh em. Cái đậu xanh này một viên vào đầu, sợ chưa? Mày sợ anh chưa? Mày sợ anh chưa? Một viên vào đầu đã sợ chưa? Chắc là nó chưa sợ đâu. Thế thằng bé này chưa biết sợ là gì đâu anh em. Bây giờ làm sao phải xử nó xanh mộ nó mới sợ nhá. Nào, còn đúng 2 mạng đấy. Làm sao hạ gục nốt 2 đứa luôn. Top 1 10 kill. Đấy, ngon lành cảnh đảo. Mà lại nhảy sang cả cảnh quất. Tình hình là sắp đến Tết rồi anh em ơi. Hay, anh em đã chuẩn bị là mua quần áo mới, tóc tai đẹp trai, lấy xinh gái để đón Tết chưa nhở? Còn Tết này thì chắc là kẹo không có Tết rồi anh em ơi. Tết vẫn live stream, vẫn chơi game với anh em bình thường. Cơ bản là cuộc sống nợ nần anh em ơi. Ok ok, chúng ta sẽ qua đây cái nhở anh em nhở. 2 thằng nữa thôi mà, làm gì mà căng hả? Từ. Scar Titan đây rồi, làm sao? Đứa nào muốn ăn đạn Scar Titan? Thôi, chạy xuống dưới cái anh em. Đây, phía dưới lại là thính hả? Người đâu? Người đâu? Các bạn ở đâu? Các bạn nổ cho mình cái địa chỉ cái. Mà không biết là thằng phía trên này nó chạy xuống dưới chưa? Hay là nó lại chưa chạy nhở? Cái này kiểu cảm giác hên xui vãi trưởng luôn. Thế là rốt cuộc là bạn ở đâu? Bạn ở trên thì bạn chạy xuống dưới đi mình coi nào. Xem là mình có canh được bạn không nào. Chắc nó chạy xuống dưới rồi. Thế là có mỗi kẹo chưa chạy thôi à? Thôi xong. Chơi game cẩn thận cái, không là xanh mộ anh em ơi. Xanh mộ thì hơi bị đắng lòng thanh niên. Thế nên là anh em ơi cứ phải bình tĩnh cái nhở. Sợ cho nó bắn vỡ đầu vãi trưởng luôn, tôi thề luôn. Tôi có một cái nỗi ám ảnh xanh anh em ạ. Kiểu như là anh em mà chạy xuống những cái pha thế này thì chết đấy. Ê đừng nhá, đừng làm mình sợ các bạn nhá. Thề luôn, kiểu những cái lúc mà chạy xuống như thế anh em dễ vỡ đầu. Cực kỳ dễ vỡ đầu luôn. Dựng bóng kèo nó cũng hơi khó, cơ bản là đường đang dốc xuống mà. Hoài dã man luôn anh em. Kia rồi. À đủ, một đứa này. Chạy đâu hả ơi, chạy đâu hả? Úi dồi ôi, ăn đạn đi. Nó chạy sang cái nhà vệ sinh rồi, hay quá nhở. Khá quá nhở. Có phải là em của anh khá không mà chơi khá quá nhở? Ok, được rồi. Xem là mình còn lựu không nhở. Ui vãi trưởng lại công lựu qua này. Thôi, ngồi yên cái. Từ. Bo thu lại rồi kìa. À còn lợn này, bo thu lại rồi mà không thèm chạy à? Đẩy qua lên anh em ơi. Chạy ra mày bo này. Làm sao, muốn cái gì? Làm sao để muốn cái gì này thằng kia? Thằng còn lại nữa. Thằng còn lại hả? Đậu xanh này làm sao? Yes. Sao? Easy, 10 kill, top 1. Anh em ơi, ăn mừng thôi nào. Và bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.